Dạ em Lâm xin chào anh chị cô chú nhà tư. Hiện tại thì em đang đứng ở trên một bãi tắm cực đẹp luôn ạ. Tại lúc 4 giờ chiều tại bãi tắm Hồng Trầm Nha Trang này, cực đẹp luôn. Thì hôm nay em sẽ bật mí cho mọi người xem một căn hộ đối diện bãi tắm này luôn nè, cực đẹp luôn nha, mà giá siêu rẻ luôn. Đây, ở phía sau lưng đây là cái tòa nhà Mường Thanh Mỹ Chiều nè anh chị ạ. Hôm nay em sẽ lên cho anh chị một sản phẩm siêu đẹp luôn, siêu rẻ luôn. Giá chỉ có cực kỳ bất ngờ, không làm anh chị thất vọng đâu nha. Rồi thì theo chân em cùng vào bên trong xem căn hộ này nó sẽ như thế nào nha. Dạ rồi thì hiện tại là em đang đứng ở trên khu vực thang máy này rồi nè. Đó, thì mỗi tầng chúng ta sẽ có tới 8 cái thang máy nha, 4 thang lên và 4 thang xuống anh chị nha. Tầng này hiện tại thì em đang đứng là tầng 35. Rồi cùng theo chân em đi vào bên trong căn hộ ngày hôm nay em giới thiệu nha. Đây căn hộ chúng ta chỉ có đi vài bước chân thôi mình đến căn hộ chúng ta rồi. Đây là căn số là tầng là 3506 anh chị nha. Khi đi vào trong căn hộ này chúng ta sẽ có hai lớp cửa nha, một lớp ở bên ngoài nè, đó bảo quản an ninh ngôi nhà của chúng ta. Còn bên trong này chúng ta sẽ có một cái cửa gỗ này, chất liệu rất tốt luôn, và có một cái ổ khóa là ổ khóa thông minh nha, bằng vân tay này hoặc là mình mở mặt nạ nha anh chị nha. Rồi rồi xin mời cô chú anh chị mình đi vào bên trong xem khám phá thử căn hộ này với tổng diện tích là 58,5 m². Anh chị cô chú mình thấy nó có hợp lý hay không nha. Dạ rồi đó, khi mà chúng ta đi vào bên trong cái cửa, đi vào bên trong cửa nhà luôn á, thì đây là toàn cảnh cái không gian phòng khách của chúng ta nè, để chúng ta ngồi đây coi tivi một ngày luôn đó. Mà đặc biệt á, căn hộ Mường Thanh Viễn Chiêu này thì em có hai lựa chọn thôi. Thứ nhất là nội thất nó phải mới, phải đẹp, và cái thứ hai là tầm nhìn ra view biển nha. Đây xin mời cô chú anh chị mình ra tới cái view nè. Đây là quan trọng nhất của chúng ta khi mà mua những cái căn hộ này á, đầu tiên là nó gần biển nè, mà view là phải thấy được biển anh chị nha. View này là view xéo biển này đó, hướng là hướng hướng đông bắc anh chị nha. Đó cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ, quá tuyệt vời luôn. Mà căn này thì với tầm nhìn ở tầng 35 thì anh chị sẽ thấy được toàn cảnh view bãi tắm Hồng Trầm nha. Mà ra đi xuống ở dưới tầng trệt này không thiếu một tiện ích gì đúng không ạ. Đó như hồi nãy video em review rồi đúng không ạ. Rồi bây giờ em sẽ quay cho mọi người một chút về cái thông tin. Nói chung nội thất thì em cũng ít khi quay căn hộ nhiều nên là em chỉ quay nhà đất thôi. Thì đây là chủ nhà với cái giá cực kỳ rẻ luôn, 1.850 tỷ thôi, có sẵn cho anh chị nè. Như trên này là cái máy hút mùi nè, bếp điện từ nè, bên đây là cái bồn rửa bát rửa chén nè, có một cái lò vi sóng luôn. Về cơ bản thì em thấy nó nội thất này nó cũng khá là chuẩn chỉnh để cho chúng ta mua ở căn này. Tuy tầm tiền nó rẻ thôi, để cho anh chị của chú mình lâu lâu mình vào trong Nha Trang, mình có căn này mình cho thuê cũng khoảng là được 8 cho tới 10 triệu nha. Rồi, và cũng thể là mình ở đây cũng được, mình đi tắm biển luôn cũng được ha. Rồi, xin mời cô chú anh chị mình đi vào bên trong xem từng phòng ngủ của chúng ta, nội thất nó như thế nào nha. Căn này thì chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và 2 công trình nhà vệ sinh. Đây là toàn bộ nội thất thì anh chị cô chú chủ nhà sẽ bao toàn bộ chi phí sang tên và cứ với cái giá là 1.850 tỷ sẽ có chăn ga gối nệm tủ luôn. Đó, quay cho anh chị xem. Bên đây chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh chung nè. Đó, xin mời anh chị vào xem nha. Đó, đây là nhà vệ sinh chung. Rồi, bây giờ sẽ cầm máy quay cho anh chị xem nó cụ thể hơn nè. Tại vì em nhờ một ông anh của em cầm máy lúc đầu rồi đúng không ạ? Rồi căn này là căn phòng ngủ thứ hai của chúng ta, nhưng mà phòng này thì nó sẽ có một cái nhà vệ sinh bên trong anh chị nha. Tầm nhìn phòng ngủ chúng ta ở đây là đầu nằm ở hướng này nè, chân ra hướng này, chúng ta sẽ thấy toàn cảnh view luôn anh chị nhé. View luôn này, đó cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, một cái chiếc kính panorama, anh chị tin được không? Nếu mà anh chị đã mong muốn sở hữu một căn hộ Mường Thanh Viễn Chiêu, anh chị mình có thể là search trên web bất động sản luôn. Em tin chắc với anh chị cô chú mình không có căn nào rẻ như căn này nha. Mua mình khai thác mình cho thuê cực kỳ tốt luôn. Đó, view nói chung view và view xét biển này, tầng là tầng 35, tầng cao luôn. Mà nội thất ở đây thì nó còn khá là ổn định để cho chúng ta có thể là ở nè, mình kết hợp kinh doanh cho thuê đúng không ạ. Đó, vừa ở đây mình coi tivi nè, ra tới bãi tắm chỉ có vài bước chân thôi, mà đặc biệt view xéo biển đúng không ạ, cực kỳ đẹp luôn. Đó, ở đây nội thất này còn mới nè, có sẵn cho anh chị mình cái máy quạt nè, tròn thật cao thì còn rất là mới luôn. Bộ ghế sofa này em thấy nó còn rất là mới nha, không quá cũ anh chị nha. Tại vì căn này họ thiết kế là họ để ở chứ không phải là để cho thuê anh chị nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đây em quay trong người xem phía trước chúng ta có bị phong thủy gì không nè. Đó, đây. Thì bên kia là cái hố rác nha. Đó thì nó không nằm trước cửa nhà chúng ta. Và cái thứ hai là mình đi ra tới là ô thang máy, cực kỳ gần luôn. Và nếu mà cô chú anh chị mà đã xem những cái căn hộ chúng ta sẽ có lưu ý như thế này nè. Nếu mà căn hộ chúng ta nó gần những cái điểm thoát hiểm á thì chúng ta sẽ ra tới lại lối thoát hiểm nó sẽ nhanh hơn đúng không ạ? Đó, khi mà những căn bên kia nó lọt bên kia đúng không? Đó, quay lại cho mọi người xem một chút tầm nhìn ở cái căn hộ này. Đó em xin nhắc lại nha, căn này thì 58,5 m². Đó, căn 3506 nha anh chị nha. Với nội thất như thế này thì chủ nhà sẽ để lại tất cả cho anh chị cô chú mình luôn. Và giá này thì chủ nhà thật sự là thiện chí bán nha. Nếu mà cô chú anh chị thật sự yêu thích căn hộ này
liên hệ ngay qua số điện thoại game để biết được cái giá chốt cuối cùng của căn hộ này nha. Đó, cực kỳ đẹp đúng không ạ? Phía trước là một cái ban công, chúng ta sẽ ngắm nhìn được toàn cảnh view bãi tắm Hồng Trồng này, quá đẹp luôn anh chị ạ. Ở đây thì khách ở nước ngoài, khách bản địa gì tới đây ở rất đông luôn, và cái khu vực này là một trong những cái khu mà họ cho thuê kinh doanh là cực kỳ tốt luôn mọi người. Giá căn hộ ở đây thì khoảng 1 tỷ 9 trở lên, mà dòng tiền của nó cũng khá là ổn định, nó tới hơn 10 triệu anh chị ạ. Đó, mà thay vì mình mua một căn nhà phố để chúng ta cho thuê thì nó mà nhà phố thì nó 1 tỷ 9, 2 tỷ mọi người mua chỉ được xe máy thôi. Mình cho thuê nó khoảng là 60 triệu thôi anh chị ạ. Căn này thì tuy là pháp lý của nó là hợp đồng mua bán thôi, mình có thể là kết hợp vừa ở nè, viện dưỡng nè, mình có thể cho thuê được luôn, khai thác cho thuê ngay và luôn anh chị nha. Đó, bãi tắm Hồng Trồng nè, cực kỳ đẹp luôn. Và lúc 4 giờ chiều tại thành phố biển Nha Trang này, quay cho anh chị xem nè, góc nè. Đó, buổi chiều như thế này là cực kỳ đông luôn anh chị ạ. Đó, rất nhiều của chú anh chị đang đi tắm biển đúng không ạ? Đó, rồi em xin nhắc lại nha. Căn này thì em nói luôn, pháp lý nó là hợp đồng mua bán nha. Hiện tại nó đang còn là 39 năm anh chị nha. 39 năm. Đó, để mình chúng ta sở hữu được căn này thì nếu mà cô chú anh chị thật sự mà mua ở Mường Thanh Vĩnh Triều này là những cô chú anh chị phải nói là tài chính nó dư dả nha. Em nói trước, tài chính dư dả để chúng ta mua ở và kết hợp là mình đầu tư để mình cho thuê ở đây nha. Rồi, anh chị nào quan tâm đến căn hộ Mường Thanh Vĩnh Triều này nằm tại tòa nhà OC2B với tầng là 3506 với giá là 1 tỷ 850 triệu. Còn bớt thêm cho anh chị cô chú nào thật sự là yêu thích căn hộ này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại, và nhớ đừng quên là cho em Lâm xin một nút like, và ai yêu thương kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.